Hello anh em, hẳn là có khá nhiều anh em ở đây thắc mắc với tôi rằng Sóc ơi, con gì đi mid leo rank vừa mạnh vừa dễ chơi nhỉ? Nó bị kẹt ở rank kim cương tinh anh hoài, tôi khó chịu quá à. Và tất nhiên là câu trả lời của tôi thì chỉ có một thôi, và đó chính là Liliana. Liliana là một vị tướng cực kỳ mạnh và cơ động, được đánh giá rất cao về bộ chiêu thức cùng với khả năng sốc đam thuộc hàng top và thường xuyên được sử dụng bởi các tuyển thủ chuyên nghiệp. Nghe thì rất là ngầu đấy. Tuy nhiên, nói về đồ thân thiện thì tôi không cho rằng vị tướng này dễ sử dụng đối với người mới chơi đâu. Hay nói cách khác, điểm yếu của vị tướng này chính là kỹ năng của bạn. Vậy nên hôm nay, đã có Sóc tôi đây sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi Liliana đứng giữa sao cho hiệu quả nhất. Để bắt đầu với vị tướng này thì trước tiên bạn nên có một đồ trang bị phù hợp với từng trận đấu. Với Liliana thì tôi thường lựa chọn lối lên đồ như thế này. Kiểu lên đồ này sẽ giúp tôi cân bằng được lượng sát thương từ chiêu thức đến đòn đánh tay của mình ha. Về giày thì các bạn có thể tùy cơ ứng biến nhé. Với những bạn chưa quen hoặc là mới tập chơi Liliana thì tôi khuyên là nên sử dụng giày kiên cường để tăng khả năng kháng hiệu ứng. Còn về sắt truy hồn thì bàn đấu này tôi sẽ thay thế triệu hồn mang bằng sắt truy hồn để giảm khả năng hồi máu của Tara. Nhưng mà cũng chưa cần phải lên vội ha. Khi nào Tara săn thì mình lên sau cũng được. Còn khi các bạn lên gươm tận thế thì hãy nhớ cho tôi là sau khi các bạn dùng chiêu hãy đánh thử một cái, vì khi đó lượng đam tay của các bạn sẽ là rất lớn. Và hiệu ứng này có thể áp dụng nếu như các bạn muốn bảo trụ ha, nó sẽ rất là nhanh luôn đấy. Còn về bạn Ngọc thì Ngọc đỏ Sóc sử dụng cho mình 10 viên công phép sinh giáp phép, Ngọc tím là 10 viên tốc đánh tốc chạy, và Ngọc lục là 10 viên tốc đánh sinh giáp phép ha. Khi chơi Liliana thì việc đầu tiên các bạn cần phải làm đó là hãy lên level 4 nhanh nhất có thể nhé. Tại vì khi đó mới chơi được thôi, chứ còn không có level 4 thì combo của Liliana đơn giản lắm. Nó chỉ là chiêu 2, chiêu 1 và đánh thường thôi. Và lượng đam gây ra cũng không có được lớn lắm đâu. Rồi, khi đã có cho mình chiêu cuối thì Sóc tôi sẽ hướng dẫn cụ thể từng chiêu thức như sau ha. Nội tại yêu hồ cho phép Liliana ở dạng người sẽ đánh xa và dạng hồ ly sẽ đánh gần ha. Tức là đòn đánh thường thì sẽ gây ra sát thương phép, đồng thời sẽ tăng giáp phép tốc chạy khi ở dạng cáo. Chiêu 1 của Liliana là hồ quang lực, gây ra sát thương phép diện rộng lên kẻ địch. Và nếu mà có hai tướng địch trở lên trúng chiêu thì đòn đánh thường kế tiếp sẽ được cường hóa, gây máu tối đa của mục tiêu sẽ trở thành sát thương phép. Thì khi mà ở dạng hồ ly á, thì sẽ trở thành hồ bị kích, quất đuôi tấn công kẻ địch phía trước gây sát thương phép, đồng thời khiến đòn đánh thường kế tiếp thành một chuỗi cào cấu, gây sát thương phép kèm theo hiệu ứng nhảy vồ vào mục tiêu ha. Chiêu 2 là hồ quang đạn, giúp cho Lily quăng chiêu choáng vào kẻ địch, gây sát thương phép. Chiêu này có thể choáng nhiều kẻ địch cùng một lúc nếu như các kẻ địch đứng gần nhau ha. Thì khi ở dạng hồ ly thì chiêu 2 sẽ hóa thành vũ điệu yêu hồ. Nói ngắn gọn là bạn lướt trúng tướng địch, gây sát thương phép, đồng thời tung chiêu thêm một lần nữa, bắn ra lại đạn lân lực sẽ giúp tấn công kẻ địch bị trị địch. Tốc độ đạn lân lực là khá chậm và dễ bị né tránh ha. Ulti của Liliana cũng là thứ làm nên tên tuổi của cô nàng này, chính là biến ảnh hoán hình, giúp Liliana từ người thành cáo gây sát thương phép lên kẻ địch trúng chiêu và giảm tốc chạy của kẻ địch xung quanh ha. Khi lướt thì Liliana không thể bị chọn làm mục tiêu, có nghĩa là lúc này cô nàng hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương ấy. Còn nếu mà sử dụng lần nữa thì Liliana sẽ biến lại từ cáo thành người, đồng thời để lại một cái pháp trận tại điểm đến và điểm đi, khiến cho các kẻ địch ở bên trong pháp trận sẽ bị giảm tốc chạy và gây sát thương phép. Một lần nữa, trong quá trình biến đổi từ cáo thành người, Liliana miễn nhiễm mọi sát thương. À, thế tôi nể cái ông nào biết là cái bộ skill của con Liliana vãi là đọc thức mà cũng mỏi cả mồm. Tóm cái vái lại là combo của Liliana sẽ như thế này. Ở dạng người, bạn sẽ sử dụng chiêu 2, sau đó chiêu 1, sau đó ulti, sau đó chiêu 1 tiếp, đánh thường một cái, chiêu 2 và tái kích hoạt chiêu 2 để tạo ra cầu lên đạn. Thì đây là combo cơ bản nhất, tại vì nó mang đến cho Lily sự an toàn trong giao tranh. Và khi ở dạng cáo thì Lily sẽ dùng được đến 2 lần lướt để tấn công hoặc bỏ chạy khỏi giao tranh. Cho nên là combo này thường xuyên được sử dụng. Còn nếu mà ở dạng cáo thì combo nó sẽ có một cái sự thay đổi như sau. Đó là các bạn hãy sử dụng cho mình chiêu 2, sau đó tái kích hoạt chiêu 2 để có cầu nâng đạn, sau đó dùng chiêu 1, sau đó đánh thường một cái, cuối cùng các bạn ulti biến lại thành dạng người, sau đó dùng chiêu 2 để choáng kẻ địch, và cuối cùng là chiêu 1 gây thêm sát thương và đợi cầu nâng đạn đánh trúng kẻ địch.
sẽ là hoàn tất combo hồ hạc. Thì combo này gây sát thương cao hơn rất nhiều so với combo trước. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là cực kỳ khó sử dụng và dễ bị kết liễu trong quá trình dùng combo, nên yêu cầu những người chơi kỹ năng cao và đã biết mình đang định làm gì mới nên sử dụng combo này ha. Và tất nhiên là những pro player họ sẽ không có áp dụng y hệt hai cái combo mà tôi vừa chỉ cho các bạn đâu. Tại vì trong thực chiến thì biến thể của những combo này sẽ được sử dụng nhiều hơn ha. Thì quay lại trận đấu, tôi sẽ nói cho các bạn biết cách sử dụng combo là như thế nào. Rồi, sau khi mà giúp tiêu diệt AD team bạn thì bây giờ tôi sẽ hướng tới việc đẩy cái trụ này ha. Thì với cái nội tại cào chiêu 1 thì tất nhiên là nó sẽ làm được rồi. Ô, ra tao xuất hiện rồi này. Các bạn phải chuẩn bị xem tôi combo như thế nào này. Chiêu 2 lướt tới này, xong rồi choáng lại, xong rồi thả con cầu lên đạn này, chiêu 2, chiêu 1, xong. Thì cái đó là tôi vừa mới áp dụng combo thứ 2, là combo nâng cao từ cáo sang người mà tôi vừa chỉ cho các bạn ha. Và lượng đám nó gây ra là rất khổng lồ, không thể xem thường được đâu nha. Sau khi mà xử lý xong anh bạn Zata thì tôi sẽ đào lên đường mid này, dọn nó con lấn và AD Hayate tìm tôi mong muốn là đội lên. Rồi, tôi phải hỗ trợ cho Floor lùi về cái đã. Rồi, sau khi mà Floor lùi về thì việc mà tôi cần làm bây giờ lại phải là dọn tiếp cái lấn đường giữa này. Các bạn muốn đi đâu đi chăng nữa thì cũng phải dọn xong lấn ở đường mình đã nhá. Tại vì là chỉ cần bạn đi lẹ hay là đi vắng khỏi cái đường của mình thì khả năng bạn bị mất trụ sẽ là rất cao. Tìm địch thì có ngộ không? Không biết là có nút bụi đây không? Không có nha. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng tiếp tục một cái combo từ người sang cáo. Tuy nhiên thì ta ra quá là trâu cho nên là tôi không thể nào có thể thực hiện thành công cái tình huống đó. Ok, ta lại tiếp tục quay trở lại farm thôi. Rằng thì đây mới chỉ là phút thứ 6, tỷ số thì vẫn đang là 8 đều, mặc dù lượng trụ có vẻ hơi hơn nhưng mà có vẻ như trụ đường dưới không có ai đang bảo kê được rồi. Florentino đã gã xuống rồi, mất trụ đường dưới, thế trận hoàn toàn cân bằng rồi. Có ngộ không ở đây, tôi phải ra tín hiệu cho Hayate để cho anh ấy biết rằng anh ấy cần phải cẩn trọng ha. Chỉ cần phút lơ là thì anh ấy hoàn toàn có thể lên bạn đẹp số bất cứ nào. Team bạn đang cố gắng ăn cho mình con thả thần xê ra, nhưng mà không rồi, gọi Hayate đã thành công trong một lôi kéo. Tuy nhiên thì Dirac đã phải ngã xuống và ngay lập tức ra tại đây tôi sẽ xuống bọc đầu theo Anas. Anas di chuyển kiểu này là rốt rồi bạn ơi, một phát nữa xong. KDA 502, KDA quá đẹp. Đây thì các bạn có thể thấy đó, tất cả những gì tôi có được thì cũng chưa hẳn là do kỹ năng cá nhân của tôi ổn. Một phần là vì đồng đội của tôi chơi tốt và một phần là vì tôi di chuyển ok, hợp lý. Tôi có mặt ở trong những cái điểm nóng quan trọng ha. Nakroth cố gắng cướp con vua săn. Mà thôi, tôi phải tập trung lấy trụ trước. Game này là game để trụ chứ không phải game lấy mạng ha. Tara đang gây khó dễ đối với các thành viên của team tôi. Florentino ra tín hiệu xin về và tôi sẽ chặn đầu anh ta ngay tại đây. Một phát nữa thôi, chiêu trạng xong. Lại thêm một mạng và tôi đã trở thành huyền thoại. Ôi, Zata, anh ta đang bị bay kìa, anh ta đã chết tôi cho bằng được. Nhưng mà anh ta đã sai lầm rồi vì tôi còn rất nhiều chiêu choáng. Và anh ta mới là người phải bỏ mạng lại chứ không phải là tôi. Đây cũng là một bài học cho những bạn mà đang tập chơi Zata ha. Thì rõ ràng là chiêu cuối của Zata có thể bị nhiễm sát thương đấy. Nhưng mà nếu như các bạn không có sẵn cái tốc biến để có thể thoát ra ngoài khi cần thiết, giống như trong tình huống lúc nãy, thì các bạn hoàn toàn có thể nằm xuống bất cứ lúc nào mà thôi. Và khi đó thì đồng đội sẽ không khen các bạn đâu. Trừ khi mà các bạn ăn được tôi. Trừ khi các bạn Zata đã ăn được tôi trong tình huống lúc nãy thì sẽ không bị chửi, chứ còn lại thì đa phần là sẽ bị chửi đấy. Ok, đồng đội của tôi ra tín hiệu là sẽ ăn con tà thần và tất nhiên rồi, có gì đâu mà phải ngại, ăn thôi. Và hiện tại thì lợi thế đã nghiêng về phía team tôi một chút và tôi sẽ lên sẵn sách trì hồn ở một slot thứ gần cuối ha. Florentino anh ta đang muốn rất hay nha. Ôi không, chúng tôi đều bị choáng rồi. Lùi về thôi. Chỉ cần dụng tốc là sẽ bắt đạt. Bạn cần phải cẩn trọng. Anh chàng Zata này anh ta chỉ muốn cấu kiện con lấn, không dám bay vào như lúc này nữa rồi. Nếu có bay vào anh ta sẽ không còn là một con đại bàng nữa đâu. Tôi sẽ biến anh ta trở thành một con chim cánh cụt mà thôi. Ngộ không cũng solo thua cả Hayate. Thì bạn đang gặp rất nhiều bất lợi ha. Ngay lập tức Conan Cernas này đã rất để ý bản đồ và
thấy được rằng là tôi và Valentino đang đến, nên cô ta đã phải lui lại ngay lập tức. Một chiêu choáng và một chiêu một của tôi thôi cũng đã đủ khiến cho Aya mất nửa cây máu. Từ đó các bạn sẽ thấy được sức mạnh cô nàng này là như thế nào rồi đó. Và đây là một pha combat và tôi chỉ có đứng ở ngoài. Tôi không thể nào áp sát vào được, vì nếu áp sát vào gần như sẽ không có đường ra ha. Chúng ta trước khi tính toán đến việc lao vào thì cần phải nghĩ đến đường lui trước. Tại vì nếu không thì khi mà lao vào mà các bạn bỏ mạng, thứ nhất, kẻ nào ăn được mạng của tôi hiện tại đều sẽ trở nên rất sần sào với cái cây đê hiện tại của tôi. Và thứ hai, nếu như tình huống đó tôi cũng lao vào, chưa chắc người bỏ mạng duy nhất là tôi đâu, sẽ cả team tôi sẽ bị có sần mạng. Anh chàng này lại tiếp tục bay, nhưng mà bay xong thì anh ta cũng lại phải nằm xuống. Ôi trời ơi, Zata ơi là Zata. Tôi nghĩ là anh ta không muốn chơi như một người bình thường được rồi. Và tôi sẽ tìm cách cấu địa vào vị trí của Theonat nha. Tôi sẽ không tập trung vào Tara đâu, cố gắng đánh vào Theonat thôi, nhưng mà có vẻ như là quá khó rồi, hết lấn rồi. Lui về thôi anh em ơi. Hiện tại máu của tôi thì còn dưới 50%. Và ở bên kia tôi thấy được rằng là Ngộ Không đang cố gắng tìm cách bắt vào Dirac nha. Có bắt không? Không bắt rồi. Và Valentino anh ta sẽ phải bỏ mạng lại. Đáng tiếc. Từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa được từng kiến những tình huống múa ảo diệu đến từ vị trí của Valentino. Hayate cũng phải nằm xuống. Đấy, Ngộ Không rất cay và tôi sẽ trả thù cho Hayate. Đấy, chỉ với một chiêu hai chưa cần full combo tôi cũng đã khiến chân ta lên bảng điểm số. Thì đó chính là lý do mà tôi nói là cái combo tôi hướng dẫn Zata. Không được. Lần này anh ta đúng là hay đấy, tôi đã mất tập trung một toán. Nhưng mà may mắn thay là ở dàn cao tôi còn rất nhiều chiêu lướt. Xin lỗi, nãy tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Tôi vừa mới nói là cái combo mà tôi đã liệt kê ra ban đầu cho các bạn ấy, hai cái combo đó. Và trong thực chiến các bạn không xài nhiều đâu, mà các bạn sẽ thường là sử dụng vào bản năng của mình hơn. Thì làm sao để thực hiện những combo bản năng mà không cần phải nhớ tên các cái chiêu combo như thế nào? Thì nó đòi hỏi các bạn cần phải luyện tập một cách thật sự là chăm chỉ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian chơi vị tướng Liliana này, chạy qua rất nhiều trận thua. Và toàn là những trận thua do tôi feed mà thôi, vì tôi không biết được khi nào nên lao vào và khi nào nên né ra. Chính vì như vậy cho nên tôi đã đúc kết ra được một bài học xương màu, đó là muốn thành thạo Liliana phải luyện tập cực kỳ chăm chỉ, cho đến khi bạn không cần phải nhớ tên của chiêu thức, nhưng bạn vẫn có thể nhớ được cách để combo sao cho hiệu quả, là bạn sẽ thành công ha. Cần cù thì bù siêng năng, thế thôi. Ok, và team của tôi thì tự nhiên đã bay mất 3 thành viên từ khi nào rồi tôi cũng không để ý nữa. Thôi, cố gắng thủ cho được cái trụ đường giữa, luôn luôn ưu tiên trụ đường giữa đầu tiên nha anh em. Rồi, tôi sẽ dọn đến trụ đường giữa này. Còn bạn Tara thì anh đang rất là hổ báo, tại vì trên người của anh ta có cô nàng Aya ha. Hôm trước tôi có xem một video ở trên top thì còn thấy Aya kết hợp với Tara là bộ đôi không thể bị cản phá. Thế thì để xem thử trong trận đấu này họ có giành được chiến thắng không ha. Cái chiến thắng sẽ thuộc về Beth Liliana tôi đây. Cùng xem sao nè. Lượng đam của tôi gây ra đang rất lớn rồi, và tôi cũng chuẩn bị bước sang level 15 rồi đây. Và có vẻ trận đấu này thì ngoài việc là tôi thay đổi triệu hồn mang thành sát trì hồn thì tí nữa có lẽ tôi sẽ thay thế cả cầu băng xương thành giáp hộ mạnh. Không, cũng phải nằm lại. Cô nàng Tara này không biết ý định cô ta là gì đây. Là ta cũng đã phải ngã xuống rồi ha. Ok, có thể nói là một trận đấu mà chúng tôi đang áp đảo một cách khá là toàn diện. Theonat đang không được chơi ha. Không được rồi, mạng tôi bị lag rồi, từ mọi người. Thông cảm cho tôi, tại vì là cả cái khu tôi ở là đều xài FPT, VNPT hết, cho nên là sóng mạng Wi-Fi ở nhà tôi, nhất là mạng VNPT nó rất là cùi bắp anh em ạ. Mà giờ nó nâng cấp cả mấy nó cũng vậy à. Lâu lâu tôi phải chuyển sang 4G của Viettel, nhưng mà 4G của Viettel nó cũng không có hoàn toàn là ok ha. Ôi, tình huống này phải chạy ngay, may quá, còn tốc biến, còn 2 chiêu lướt. Và ngay lập tức tất cả các đồng đội của tôi phải ra tín hiệu cho họ đi về ngay lập tức thôi. Chỉ cần hộ báo một chút thôi là tất cả những gì chúng ta gây dựng từ đầu trận tới giờ đều sẽ mất hết.
Thực ra thì team tôi chỉ có mỗi Nacross với lại là tôi là KDA Dương thôi. Còn lại những người khác thì bọn họ đang thiên về lối chơi đồng đội hơn, còn về kỹ năng cá nhân thì họ vẫn chưa thể hiện được quá nhiều ha. Nhưng mà không sao, đây là Liên Quân MOBA, đây là tựa game đồng đội mà. Ơi ngộ không, tôi phải cứu anh chàng này ở chỗ đó. Đây, không được rồi, không thành công, không thành công. À, thành công rồi. Và tôi lại có thêm được một cái mạng trợ thủ nữa. Thơm thế. 804 rồi. Thì chúng ta cùng đặt mục tiêu cho ván đấu này là lên được KDA hơn 10 ha, hơn 10 mạng giết ha. Thì theo như tôi thấy là bây giờ chúng ta nên ăn con tà thần Caesar này để chấm dứt trận đấu ngay trước rồi nên kéo dài. Nhưng mà anh chàng đi rắc anh ta lại đi lẹ. Quá khổ với anh bạn đi rắc đi. Đi rắc đã phải ngã xuống rồi. Tôi cũng sẽ không tha cho anh chàng Tara này đâu. Ngay lập tức lui về, bắn cho mình quả cầu lên đạn vào chính người của Theonas. Sau đó sử dụng chiêu cuối, dùng chiêu 2, dùng chiêu 1 choáng phản nổ cái bùm. Đó chính là cắt combo từ cáo sang người. Các bạn có thể thấy là lượng đam của nó cực kỳ khổng lồ đúng không? Ok, tôi phải kêu gọi mọi người đi ăn tà thần thôi. Thì với cái thế trận nó đã rất là có lợi cho chúng tôi rồi. Thì nếu như mà ván đấu này mà thua thì quả thật thì tôi không còn gì để nói nữa ha. Cố gắng ăn cho mình tà thần nhanh lên mọi người ơi. Cố gắng lên mọi người ơi. Đừng không đi, Nacross ơi, rừng ơi. Ok, anh chàng Nacross này phải nói là thực hiện cũng rất là tốt cái vai trò của mình ha. Bây giờ tôi đã lên được cho mình cái giáp hộ mệnh rồi. Nacross anh ta đang bị bắt lại ở đây và tôi có thể làm được gì không? Tôi gây được lượng sát thương cực lớn vào vị trí của Ngộ Không ha, và anh ta đã phải lui về. Nhưng tôi cũng đã phải chịu rất nhiều sát thương và tôi cũng phải trở về để hồi máu ngay lập tức. Đồng đội của tôi đang cần tôi nhưng mà rất tiếc tôi không thể ở đây được. Hãy bảo kê con tà thần Caesar. Đúng rồi, ăn được con Ngộ Không rồi. Ngay lập tức chúng tôi ngay lập tức lợi dụng sự hơn người của mình. Nhưng mà Zata đã bay được, anh ta đã giết được support của team tôi, anh ta đã giết được Dirac. Hayate cũng đã khiến cho Zata nằm lại nhưng anh ta cũng phải trả giá bằng cái mạng của chính mình. Và bây giờ tình thế đang là 3-3. Nhưng chỉ có mình tôi lên đây để cấu địa thôi. Và chiêu 2-1 của tôi cũng đã lấy đi một nửa lượng máu cần thiết rồi. Để nói là lượng đam của tôi bây giờ là rất lớn. Tuy nhiên thì các bạn đừng bao giờ ảo tưởng cân 2, cân 3, cân 4 với con bài Liliana. Chỉ có Florentino thì các bạn mới hẳn nghĩ đến trường hợp đó. Còn đây thì không nha. Tôi sẽ quyết định dọn lần anh chàng ta ra, cố gắng ra để thủ trụ. Tôi sẽ chưởng cho anh ta một phát. Anh ta mất rất nhiều máu và anh ta ngay lập tức phải lui về. Nacross băng trụ, cố gắng bắt vào vị trí của Theonas và Nacross không phải nằm lại. Nacross có nhắc hồi sinh, anh ta rời đi được khỏi trận, phải pha giao tranh này và tôi đã lấy được cho mình cái trụ. Ngộ Không cố gắng bắt lấy vào vị trí của Liliana nhưng không sao, tôi để dùng chiêu 2 và ngay lập tức tấn công vào anh ta. Tôi cố gắng đợi hồi chiêu sau đó mới tấn công tiếp nhưng tôi đã phải ơi không sao, tôi đã có giáp hồi sinh và cái chiêu ulti của tôi nó đã gây lên lượng sát thương cuối cùng vào vị trí của Tara và cô nàng đấy đã phải nằm xuống và trận đấu chắc chắn sẽ phải kết thúc. Tôi chỉ cần quăng cho mình một chiêu và đánh thường một cái thì cái trụ này sẽ mất máu hoàn toàn. Và đó, đây chính là kết thúc của ván đấu này. Thì video của mình đến đây thì cũng đã hết rồi. Thì mà mọi người hy vọng là mọi người tận hưởng video này. Và nếu như mà các bạn thích thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe để kênh của mình ngày càng phát triển ha. Và sẽ có những video ngày càng chất lượng hơn gửi đến các bạn trong tương lai ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.